Thưa quý vị, Công an Hà Tĩnh vừa phá thành công chuyên án khởi tố hai bị can là Phan Tấn Dũng và Đào Văn Hoàng, trú tại huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn là bán số lô số đề trên không gian mạng. Công an phát hiện các nhóm kín trên các nền tảng mạng xã hội Facebook, Zalo chuyên đăng các thông tin về số lô số đề và chèo kéo các thành viên trong nhóm tham gia hoạt động mua số lô số đề do những người trong nhóm cung cấp nhằm mục đích là lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Phan Tấn Dũng thông qua mạng xã hội đã tìm kiếm và liên lạc với Đào Văn Hoàng là người chuyên lập và quản lý các hội nhóm thông tin về số lô số đề trên mạng xã hội để thuê lại 8 hội nhóm. Mỗi hội nhóm có tới hơn 50.000 thành viên do Hoàng đang quản lý với chi phí là 8 triệu đồng trên một tháng. Theo đó, Phan Tấn Dũng sẽ được Hoàng cấp quyền kiểm duyệt viên và được trực tiếp đăng các tin bài vào các hội nhóm. Sau đó, hàng ngày, Phan Tấn Dũng sẽ đăng hai tin bài về nội dung và cắt ghép các hình ảnh giả mạo liên quan đến việc Dũng có thể cung cấp thông tin về số lô số đề chuẩn trong ngày vào các hội nhóm kín để tạo niềm tin cho các thành viên trong nhóm liên hệ với Dũng. Với thủ đoạn nêu trên, từ cuối năm 2022 trở lại đây đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều nạn nhân trên cả nước với số tiền chiếm đoạt ước tính trên 300 triệu đồng. Hiện công an đang hoàn thiện hồ sơ và xử lý theo quy định của pháp luật.